Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Tắc Cứng nha. Thì tối hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị em về một dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm là cái này là dòng sản phẩm gọi là phấn má hồng nha mọi người. Sắp tới Tết rồi, chị nào cũng muốn là giúp cho da mặt của mình đẹp nè, rồi body của mình đẹp nè, và đặc biệt là cái lớp trang điểm của mình lúc nào cũng xinh tươi và trẻ trung nhất có thể. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm là phấn má hồng. Hiện tại em đang có hai tông màu, mỗi tông màu đều rất là trẻ trung và rất là xinh dành cho tất cả các chị khách yêu của em. Đây là dòng sản phẩm phấn má hồng chính hãng nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm rất là xinh xắn luôn, một cái tông màu cam siêu tây và siêu dễ thương như thế này thì sẽ giúp cho tất cả chị yêu của chúng em là luôn luôn là trẻ trung nhất có thể, luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn là gọi là nó quyến rũ hấp dẫn nhất có thể nha. Thì đây là dòng sản phẩm phấn mắt, mà quên, cái đây là dòng sản phẩm phấn má hồng nha mọi người. Mọi người có thể là đánh mắt cũng được luôn, nhưng mà cái dòng phấn này thì mọi người đánh má hồng thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì bây giờ em sẽ khui ra và em sẽ giới thiệu từng cái tông màu cho tất cả các chị yêu nha. Đây là dòng sản phẩm tông màu của nó là kem, năm nay là cái tông màu kem rất là hot về cái lớp trang điểm của mình. Mình cũng thích là tông kem nè, rồi son môi cũng thích màu là đỏ kem nè, rồi phấn màu mắt, màu má thì mình thích luôn cái tông kem luôn, để cho nó hợp luôn cái xu hướng hiện nay nha mọi người, cho đi kịp thời đại nha. Thì hôm nay em sẽ có hai tông màu, tông số 1 và tông số 2. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem. Cái tông phấn này rất là xinh xắn luôn nha mọi người, rất là xinh luôn. Đây nè, rất là xinh luôn nha. Một cái hộp như này gồm có 3 màu phấn. Đây, thì ở dưới này thì nó có sẽ có là cái tông số 1 và tông số 2 thì nó sẽ ghi rõ trên này nè. Nhưng mà em thấy là hai cái tông màu này á nó đều dễ thương và đều xinh xắn như nhau đó. Thì mọi người thấy nè, đó hai cái tông màu là ngang cửa cái bằng điểm nhau, không ai mà nhích hơn ai. Bởi vì mỗi người có sẽ có một cái sự lựa chọn về cái tông màu của mình, nhưng mà em thấy hai cái tông màu này đều rất là thích hợp cho mọi lứa tuổi, cũng như là sẽ giúp chúng ta tự tin nè, sẽ giúp chúng ta được duyên dáng, là sẽ giúp chúng ta được gọi là được dịu dàng, rồi sẽ giúp cho chúng ta được trẻ trung hơn bao giờ hết. Thì hai cái lớp phấn nè, cái lớp phấn trang điểm má hồng này á, nó rất là mịn luôn nha mọi người, nó siêu mịn luôn và rất là dễ thương, được bỏ trong một cái hộp rất là sạch sẽ như thế này. Đây mọi người thấy không, cái phấn má hồng này chủ nhìn vô này, khi mà đánh lên da hả, cái màu á nó rất là trắng da luôn, đúng mọi người thấy không, màu nào lên cũng trắng da, màu nào cũng xinh hết mọi người. Đây đó, nó phù hợp cho những cái tông màu, những cái tùy theo cái tông màu của mình sử dụng, ví dụ như là màu môi nó màu gì thì mọi người thể là pha chung với là cái phấn má hồng màu này cũng được nè, rất là dễ đánh luôn. Hoặc là cái tông màu này mọi người thấy không, cái tông màu này thì nó hơi gọi là nó hơi hồng hơn một xíu, nó có màu hồng này, nó hơi hồng hơn một xíu nè, đó thì cái tông rất là dễ đánh luôn. Thì chị nào mà muốn mua cái hộp phấn má hồng này á, là tông số 1 hoặc tông số 2, hoặc là muốn mua màu gì cũng được, tại em thấy hai cái màu này nó như nhau luôn mọi người thấy không, hai cái màu nó chênh lệch không có nhiều đâu, có chút xíu xíu à. Mọi người muốn là em ơi, chị muốn lấy cái tông màu hồng hơn hoặc là tông màu kem hơn, màu tây 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 với là màu kem, còn chị muốn mua cái màu mà thùy mị thì bên em sẽ bán cái màu thùy mị nha. Thì bên em là chuyên cung cấp những mặt hàng chính hãng, giá sỉ rẻ nhất, tốt nhất thị trường, và đảm bảo cho tất cả các chị em mua về sử dụng rất là ok, rất là hiệu quả, cũng như là đem lại cái nụ cười, đem lại cái sắc đẹp, đem lại sự tự tin, đem lại sự duyên dáng, cũng như là nét thùy mị của tất cả các chị em phụ nữ nha. Đây là dòng tôn phấn má hồng rất là xinh và cực xinh và giá rất là rẻ luôn, và em cam kết là hàng bao chuẩn, bao chất lượng. Mọi người có thể là kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cũng như là mọi người có thể là khi mà mấy chị mà sở hữu lên một cái lớp mắt cúp trang điểm mà phấn cái má hồng mà tông như thế này, thì em cam kết tất cả các chị em phụ nữ đều tự tin, đều tỏa sáng và đều đẹp lung linh nha. Đây là dòng sản phẩm phấn má hồng cao cấp với giá rất là mềm, rất là rẻ, và ai cũng có thể mua được cái dòng sản phẩm này. Thì mọi người có thể liên hệ ngay cho em qua cái Facebook của anh em là Facebook Trần Thị Alix chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trang Bayer của anh em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng. Còn chị nào mà có Zalo thì nhanh tay kết bạn cho em cái Zalo bên em, là số điện thoại là liên hệ em qua số điện thoại Zalo là 0355 838 057, và số thứ hai là 0773339279, và số điện thoại Zalo thứ ba là 0933766739. Bên em luôn luôn cam kết với tất cả các khách hàng của em là hàng bên em bao chuẩn chính hãng 100%, nên mọi người cực kỳ yên tâm mua về sử dụng, cũng như là làm đẹp cho chính bản thân mình, hoặc là mua làm quà tặng cũng rất là ok. Và em cam kết là hàng bên em đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho tất cả các khách hàng nha. Bên em đã bán rất là nhiều năm và đang rất là nhiều khách hàng của bên em được tin tưởng, được ủng hộ và lựa chọn shop bên em để được đặt hàng, bởi vì bên em luôn tạo cái niềm tin uy tín cho tất cả các khách hàng và đem lại sự hài lòng cho tất cả các khách hàng của bên em. Nó mọi người cực kỳ yên tâm, tại vì hàng giả hàng nhái trên thị trường đang tràn lan và rất là nhiều sản phẩm hầu như là nó giống nhau là hết 90%.
Nhưng mà khi mà mấy chị mua về sử dụng thì em cam kết khi mà cầm lên cái sản phẩm ấy, nó sẽ khác nhau về cái độ nặng nhẹ nè, khác nhau về màu sắc bên trong, và cũng như là khác nhau về cái lớp makeup khi mình sử dụng lên. Nên mọi người hãy gọi là những khách hàng thông thái, là những người mua lựa chọn những cái dòng sản phẩm chính hãng để sử dụng, bảo vệ về cái sức khỏe của mình nè, bảo vệ cái gọi là bảo vệ sức khỏe nè, bảo vệ sắc đẹp của mình được ok và tốt nhất, thì hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em qua số điện thoại Zalo là 0355 838 057, hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại Zalo đó cho em luôn. Đó là bên em sẽ chốt đơn và giao hàng rất là nhanh cho tất cả các chị yêu. Nếu mọi người hãy yên tâm, cũng như là hãy tin tưởng và hãy lựa chọn shop bên em để được đặt mua hàng tốt nhất, rẻ nhất, mà lại mua được cái giá trị rất là hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn. Chị nào mà muốn bán buôn nè, muốn nhập hàng về để mình bán, kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm những cái kiến thức, thì có thể là liên hệ sớm cho em để được mua hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và muốn mua những cái dòng sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất, chất lượng nhất thì nhanh tay liên hệ cho em nha. Bye bye mọi người.